cái vườn sắt nữa đó. Bây giờ bà bạn ơi, không nằm có vườn tôi sắt sợ nhảy trời đánh rồi thua tôi rồi. nhảy dưới này nó bán cái vườn cây có 100.000 à, mới tên nào Đâu, vườn trời cây ơi, là 100 vườn ngàn cây chỉ có 100.000 vậy. ở chứ nó che thùng nó ảo, người ta đuổi nó đi, nó kêu lên ngoài cái vườn mới tên nè, cái vườn cây mới Vậy tên bây giờ nè, ý bà muốn nằm vườn cây hay vườn sắt? muốn nằm vườn cây. Nếu có vườn cây là lên nằm phải không, còn vườn sắt là sợ trời đánh. Ừ. Trời ơi, vậy chắc vậy là mua cái vườn sắt nào nay bà không dám ngủ à? Ừ, đúng rồi. Ờ, có vườn cây kìa, cái vườn cây người ta mới kêu bán vậy 100 mua vườn cây đi. Ờ, có lon kêu bán 100.000 à, à, cái chợ đây cho chỗ nào bán vườn anh? Không, cái cô kia cổ mới mua, giờ cổ đi cổ người ta không cho mua cô lại ha, người ta bán lại ha. Ờ, cổ kêu bán 100 cổ mừng lắm, mà trả 70 80 cổ cũng bán. Vườn trời, là 7 8 chỗ trả giá nữa, nó đuổi cổ đi, người ta đuổi cổ đi, cổ không biết làm sao giá cái vườn đi. Thôi mua vườn mới đi nha, để con mua vườn mới ra mới có mấy trăm nào à, thì kệ đi nha. Để chú này lo. Khi nào làm xong đi con mua ra chợ, con mua cái vườn cây cho bà ha. Chịu không? Mừng lắm, ai biết đâu mà. Im im ha. Ừ. Cái vườn này là của cô Trang nó quy tặng. Cô Trang mà hôm bữa là tặng cho bà mấy bộ đồ đó nhớ không? Nhớ rồi. 8 bộ. Dạ. Dưới 5 xị. Dạ. Nhớ không? Nhớ rồi. Nhớ không? Nhớ rồi. Rồi hỏi thăm cô Trang coi. Hỏi thăm cô Trang. Rồi sao? Nhờ cô giúp đỡ cho, cảm ơn cô cho quần áo bận rồi về cho đồ, cảm ơn cô Trang nhiều, 100 năm hạnh phúc luôn. Còn gì nữa à, sao nữa à, cảm ơn cô, nay nhờ cô giúp đỡ tiếp tục luôn, giúp cho thêm cái giường nữa. Còn mà tài trợ mà dọn dẹp hôm nay là của Thanh Thúy. Dạ, Thanh Thúy thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn cô Thúy luôn. Cảm ơn cô Thúy. Cảm ơn cô Thanh Thúy nhiều. Rồi, chúc cô sao? Chúc cô được dịp may mắn, mọi việc ăn làm mặn đâu thắng nấy. Hay. Được niềm vui. Hay luôn. Rồi cảm ơn mấy chú nè. Mấy chú mà lính con á. Dọn dẹp nhà bà đó. Cảm ơn mấy chú. Mấy chú lính hỗ trợ dọn dẹp. Chân thành cảm ơn mấy chú nhiều. Cảm ơn chú Sợp. Ước mong chú Sợp đồ với mấy chú kia được. Đừng có giác chọi, đừng có giác đá chọi chú Sợp nữa nha. Rồi giác chọi nữa đâu. Không chọi nữa đâu. Rồi dọn dây sạch để sạch hay là có sạch hơn bữa hổm không? Có sạch hơn hổm nhiều. Vậy hả? Vậy là bữa hổm ở sạch hay dơ? Bữa hổm ở dơ. Ủa sao bữa hổm mình nói sạch hơn? Dơ mà bệnh làm không nổi. Vậy hôm nay mấy anh em người ta ra ta dọn dẹp mình vậy mình vui hay mình buồn? Hồi mới ban đầu á thì vui buồn giận tốt, rồi tưởng mấy chú giờ dọn đặn dành cho mấy chú, bây giờ biết là mấy chú giúp cho mình, cảm ơn mấy chú nhiều. Vậy là lúc đầu là sợ mấy chú dọn là mấy chú chia tài sản ha. Giờ mới hiểu là dọn cho bà chứ không phải là mấy chú chia tài sản đóng gác nó ra. Vậy ha. Bây giờ rồi. Mấy chú giúp đỡ, cảm ơn mấy chú nhiều. Rồi. Bởi vì vừa qua là có hiểu làm nên sợ sệt, nên bây giờ hiểu biết sự thành thật, mấy chú có tình giúp đỡ cho sạch sẽ, cảm ơn nhiều. Mà gài sắp tới là có vườn cây ngủ chứ không ngủ vườn sắt nữa rồi. Dạ tới có vườn cây ngủ chứ rồi. Không ngủ vườn sắt nữa. Vậy một lát rồi hôm bữa bà nói về chồng rồi đó, có người liên lạc với con kìa. Có à? Có. Đâu nói gì nữa. Nói. Bữa bà nói vụ mà ông bậy bậy gì đó. Ông bà nói đó. Ông đừng có đi ra đi đâu á, làm gì bậy á. Gì đó. Lúc sống chung với bà hay nói là ông ngồi chỗ mà ông bậy đó. Làm gì? Bây giờ không còn người hết. Còn khỏe. Nó bà nhắc lại coi. Sao nhắc tới ông mà bà le lưỡi dữ vậy? Mừng. Mừng ha. Lấy liếm gì đó. Anh Tư ơi, anh còn khỏe mạnh không? Bây giờ cuộc sống anh ra làm sao? Nói cho em biết coi, em cũng nhớ mến anh lắm. Có quảng thì về thăm em. Bây giờ chứ em không có biết đường đi lên tới trển. Anh có ấy đi về với Vĩnh Long ở Tư Long Hồ á, mấy nhà bà con mà lần anh dẫn em về đó. Rồi. Giờ đó là nhắn em xuống em thăm. Rồi hỏi thăm cái gì đó, cái gì đó? Hồi lúc mà sống chung với bà hay ông gì đó. Lúc này anh còn gì dạo đó? Này anh khỏe không? Dạo này anh còn gì đó? Dạ. Cái này anh khỏe mạnh không? Sức khỏe còn được tăng cường sức khỏe hay là bê bối lên rồi? Sao nữa?
anh có người nào yêu thương anh chưa, hay là cuộc sống anh cũng còn sống cô đơn? Rồi sao nữa? Em lo buồn cũng thương tiếc anh. Rồi sao nữa? Mỗi lúc nhớ anh thì thường không biết làm sao để gặp anh. Rồi sao nữa? Chứ cảnh em không có dám đi không nổi. Bà hỏi thăm cái gì nè, bà hỏi vụ gì anh hay bậy gì đó. Lúc này anh còn bậy bậy không? Sức khỏe của anh là sao? Bây giờ cũng còn được khỏe mạnh chút chút không? Hay là kiệt quệ lắm rồi? Lúc này anh còn ỉa không? Lúc này anh ơi, lúc này còn ỉa không anh Tư ơi? Anh Tống Minh Tùng ơi, anh nhận tin này, anh nhớ tới em rồi. Út Ngà gọi là thăm anh. Lúc bữa là lúc này anh còn ỉa bậy không? Lúc này anh còn ỉa bậy không? Bữa bà nói bất cười bất xỉu luôn. Lúc này cuộc sống anh ơi làm sao? Rồi vậy được rồi, chúc bà hạnh phúc nha. Trăm năm hạnh phúc. Anh ơi, rồi có đi là khi nào có đi về ngã tư Long Hà bên cho em hay anh đi với coi. Mì gió đi. Rồi vậy một lát mua cái giường cây chảy miếng sắt lên nha. Mua giường cây chảy sắt lên ngủ. Có giường cây rồi. Chảy sắt thôi, đâu có rồi chảy sắt. Mua giường cây chảy miếng sắt lên ngủ. Không. Sao vậy? Đánh chó. con vợ kia một việc cho chồng ăn mà tao quánh cái rằm đang cầm cái chảo là chết luôn đó. Dạ. Bởi sợ lắm. Vậy là ngủ cái giường cây chứ không chảy giường sắt lên ha. Không à, không dám à. Nhà giờ lúc ánh sáng rồi ha. Áo chỗ này gà lúc ánh sáng rồi ha. Tiền bể vùng cầu người ta đó nghe. Bà vô bà dãy đành đạch nữa đó. Ôi giời, bà gà như vậy đó ăn trộm nào vô được không? Nhưng mà hay con cái nào ăn trộm nó leo vô, con cái nào to nó to nó kêu nó gõm gõm mà. Bệnh đất của người ta đó quỷ ơi, dục bệnh. Bả mà không nổi đâu, để bả làm gì, đúng không? Bả sống nguyện sớm đầy 10 nhà là không ưa, bả hết 7 nhà rồi đó. Coi vậy chứ người ta cũng đã tôi lộn với bả ha. Tay đôi quả chứ gì? Lâu lâu qua gặp cạch tao đôi quả gì? Đừng xô bánh sọp, đừng xô bánh sọp. Ngay cái nền nhà này, ngay là nhà này ngay ganh nó sọp. Cái kiện của sọp đâu? Cắt kẽm, cắt phụ không kìa. Giờ dữ không? Giờ bài hạ quá. Cái kiện kia. Dỡ vào nhà bà hết luôn. Số không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Mất biết. Ở đây mà ngủ võng nha. Nghe có cây ngủ.
10 nghe, 10 cây. Dở luôn. 10 cây. Đâu có chơi dở. Dở luôn. Nãy nói rồi, dở luôn mà. Dở phải xây rồi lại à. Năm sau xây. À, không được đâu. Dở dở năm sau xây. À, không được. Trời, con nghe Minh Kha nói là dở năm sau xây cho bà cả nhà khác. Không, tôi có xã ấp, có huyện tỉnh kìa. Đâu có dễ ăn với bà hả? Ờ, không có cha dở. Kìa kìa, Minh Kha ngồi kế bà hỏi có phải không? Chút xíu dở hết ở nhà luôn. Không. Dở, dở năm sau mới xây lại. Đem tới bà ngủ, dằn giọng ngủ nha. Bây giờ xây cái dằn cửa giùm đi. Xây dằn cửa giùm đi. Nhưng nhà này nhà cho có cho được kính đáo chứ đi. Nhà đâu đâu giống cái nhà nào? Nhà nhà. À, giống cái nhà bên đó có cửa đó mà gào đó hả? Nhà này nhà. Đó thấy không? Xe chạy lại đang chở đồ nữa đó. Vậy là làm lại cái nhà, xây cái hàng rào. Ừ, gắn máy lạnh không? Không gắn máy lạnh. Chưa chưa làm gì, không gắn máy lạnh hả? Bị sợ lạnh. Thì gắn máy điều hòa nha. Chịu không? Có cái nào mà nhận thấy? Có cái nào nhận thấy ha? Cái này thấy